Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào môn thi đầu tiên môn ngữ văn với tinh thần thoải mái và tự tin. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên Truyền hình Nhân dân tại một số tỉnh trên cả nước. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Trưng Vương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh có 30 phòng thi với 720 thí sinh. Các thí sinh đều có tinh thần thoải mái, tự tin bước vào môn thi đầu tiên là môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 90.000 thí sinh dự thi, trong đó có hơn 74.500 thí sinh trung học phổ thông, hơn 9.700 thí sinh giáo dục thường xuyên và hơn 5.700 thí sinh tự do. Thành phố có hơn 13.000 thí sinh được miễn bài thi môn ngoại ngữ, 87 thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi. Thành phố cũng huy động gần 16.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Tại Đà Nẵng, sáng nay hơn 13.500 thí sinh đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Năm ngoái, Đà Nẵng có một thí sinh làm lọt đề toán ra ngoài. Do đó, tại buổi làm thủ tục dự thi vào chiều ngày 26 tháng 6, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra, cán bộ coi thi đã nhấn mạnh những trang vật dụng thí sinh tuyệt đối không được mang vào phòng thi. Năm nay, Đà Nẵng thành lập 28 điểm thi chính thức với 575 phòng thi, 45 phòng chờ, 28 phòng dự phòng và 1 điểm thi dự phòng. Tổng lực lượng huy động để tham gia kỳ thi gần 2.800 lượt người. Năm nay, tỉnh Cao Bằng có trên 5.500 thí sinh đăng ký dự thi với 21 điểm thi. Hội đồng thi của tỉnh đã chủ động xây dựng kịch bản, phương án dự phòng các tình huống về thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, giao thông, phòng cháy chữa cháy, cung ứng điện để kịp thời ứng phó xử lý trong những ngày diễn ra kỳ thi, bảo đảm không để thí sinh nào vì khó khăn về kinh tế hoặc đi lại không thể tham gia kỳ thi. Sáng nay, cùng với thí sinh trên cả nước, gần 7.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, với hơn 2.100 cán bộ quản lý, giáo viên làm công tác thi, phục vụ, bảo đảm an toàn kỳ thi, 32 đội tình nguyện tiếp sức mùa thi, hỗ trợ các thí sinh. Tại các điểm thi đều có các lực lượng cảnh sát giao thông, công an trật tự, đoàn thanh niên luôn túc trực để kịp thời hỗ trợ thí sinh bảo đảm an toàn, cũng như ứng phó với các tình huống bất ngờ xảy ra. Với tinh thần không để thí sinh nào bị bỏ thi do gặp khó khăn về kinh tế hay điều kiện đi lại, Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị đưa học sinh về tập trung tại các điểm thi từ trước để ổn định chỗ ăn ở, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh. Năm nay, Lào Cai có 8.385 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Toàn tỉnh đã bố trí 26 điểm thi với 368 phòng thi. Bên cạnh công tác bảo đảm thi, Lào Cai cũng chú trọng các phương án như sẵn sàng hỗ trợ về y tế, phương án về điện, thiên tai, an toàn giao thông, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế và thành công. Sáng nay, gần 39.000 thí sinh tỉnh Thanh Hóa đã bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Năm nay, toàn tỉnh có 38.769 thí sinh đăng ký dự thi với 78 điểm thi, bảo đảm mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất một điểm thi. Sáng nay, đa phần thí sinh đều có mặt từ rất sớm để ổn định tâm lý trước khi vào thi. Các tình nguyện viên cũng có mặt sớm tại điểm thi để sẵn sàng cổ vũ tinh thần, hỗ trợ thí sinh và người nhà. Cũng trong sáng nay, hơn 36.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã bước vào ngày thi đầu tiên với hai môn ngữ văn và toán. Năm nay, Nghệ An có 36.956 thí sinh đăng ký dự thi, đứng thứ tư cả nước. Tỉnh đã huy động gần 6.000 người làm nhân sự phục vụ coi thi, gần 900 người làm công tác bảo vệ tại các điểm thi. Trong số gần 21 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Đắk Lắk năm nay, có 524 thí sinh được miễn một số môn thi. Hai em được miễn tất cả các bài thi trong xét công nhận tốt nghiệp do nằm trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và 522 em được miễn bài thi môn ngoại ngữ vì đã có các chứng chỉ ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Pháp. Toàn tỉnh Đắk Lắk có 33 điểm thi đặt tại 15 huyện, thị xã, thành phố. Địa phương đã huy động 3.024 cán bộ coi thi, giám sát và phục vụ tại các điểm thi. Hơn 1 triệu thí sinh đã hoàn thành bài thi môn đầu tiên, đó là ngữ văn. Và đây cũng là môn duy nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông áp dụng hình thức thi tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Không ngoài dự đoán nhưng vẫn bất ngờ, đó là phản ứng của nhiều học sinh với đề thi tốt nghiệp môn ngữ văn năm nay. Câu hỏi 3 điểm lấy ngữ liệu là một đoạn trích trong tác phẩm Dòng sông và những thế hệ của nhà văn Nguyễn Quang Thiều, một ngữ liệu đã từng xuất hiện trong đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 của Sở Giáo dục Thừa Thiên Huế. Câu hỏi 7 điểm có ngữ liệu từ bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm và công nghị luận xã hội trình bày về ý nghĩa của việc tôn trọng cá tính, thời sự và bất ngờ là nhận xét của nhiều thí sinh khi được hỏi về điều này. Nếu như hai từ ạ, thì là đúng hai chữ vỡ òa luôn ạ. Bởi vì là
đề ra là bài đất nước, mà cái sự kiện lịch sử mới gần đây là vừa trải qua cái lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng Điện Biên. Cái sự kiện nó rất là kiểu cũng là trong cái tầm dự đoán của mọi người, thế nên là em rất là vui ạ. Phần tác giả tác phẩm văn học vốn là nội dung quan trọng của chương trình học năm nay cũng vẫn chiếm tỷ trọng hợp lý trong đề thi. Đây là môn thi được chú ý nhiều nhất trong kỳ thi vì tính hấp dẫn của môn học, của đề thi sẽ gợi mở những vấn đề xã hội mà thí sinh phải trình bày trong phần nghị luận xã hội. Nội dung thì đều hoàn toàn là bình thường, không có gì là quá đánh đố học sinh cả. Chỉ có một điều suy nghĩ đơn giản nhất mà em nghĩ rằng là đúng là không bao giờ đoán được suy nghĩ của bộ là sẽ ra cái gì. Dựa vào những đoán của mọi người trên mạng thì cũng có rất là nhiều, nhưng mà để mà trùng khớp hoàn toàn thì đều không có. Phấn khích nhất thì em nghĩ là có 9 câu đầu của bài thơ Đất nước, vì đoạn này thì em đã học khá là kỹ từ đầu năm và thầy cô cũng bảo là đoạn này trọng tâm. Thì có cũng khá vui nhưng mà hơi không trọn vẹn một chút là bài phân tích hơi dài. Sau bài thi ngữ văn chiều nay, các thí sinh tiếp tục thi toán trong 90 phút. Ngày mai thí sinh sẽ làm một trong hai bài tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội vào buổi sáng, ngoại ngữ vào buổi chiều. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong chiều qua ngày 26 tháng 6 có hơn 11.000 thí sinh không đến làm thủ tục. Tuy nhiên thì các bạn thí sinh vẫn còn cơ hội thi tốt nghiệp trung học phổ thông nếu đến trường thi vào sáng nay. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 sẽ diễn ra trong hôm nay và ngày mai. Các thí sinh sẽ lần lượt thi môn ngữ văn, toán, bài tổng hợp và ngoại ngữ. Với các môn thi buổi sáng, giờ phát đề là 7 giờ 30 phút, tính giờ sau đó là 5 phút. Vào buổi chiều, đề được phát lúc 14 giờ 20 phút, tính giờ vào lúc 14 giờ 30 phút. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến chiều ngày hôm qua, ngày 26 tháng 6, hơn 11.000 thí sinh không đến làm thủ tục. Song những em này vẫn còn cơ hội thi tốt nghiệp trung học phổ thông nếu đến trường thi vào sáng nay, trước buổi thi môn ngữ văn. Nếu không đến, các em sẽ không được xét và cấp bằng tốt nghiệp, trừ trường hợp gặp sự cố bất ngờ và được đặc cách. Ngoài xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, khoảng 200 trường đại học sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển đầu vào. Để bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự an toàn giao thông cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2024, Công an thành phố Hà Nội đã bố trí lực lượng tại 196 điểm thi trên địa bàn 30 quận huyện thị xã với hơn 4.500 phòng thi. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân trong sáng nay. Thưa quý vị, để bảo đảm tuyệt đối kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2024, lực lượng chức năng của thủ đô đã có mặt từ rất sớm, làm các nhiệm vụ như là phân luồng, điều tiết, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh đến các điểm thi được an toàn và nhanh chóng. Mặc dù thời tiết vào buổi sáng sớm có mưa nhẹ, tuy nhiên với sự điều tiết của lực lượng chức năng tại tất cả các tuyến đường và điểm thi, nên việc di chuyển của thí sinh và phụ huynh tương đối thuận lợi. Tôi cũng đến rất sớm và cũng nay là tất cả đường xá rất là vắng. Các chú công an cũng rất là để hỗ trợ cho các cháu đi thi, để không có chuyện trắc trở. Tại các tuyến nút giao thông có lưu lượng người và phương tiện tham gia đông, hay những địa điểm, những khu vực có khả năng xảy ra ùn ứ hay ngập úng khi mưa lớn xảy ra, thì chúng tôi đã tăng cường lực lượng tham gia tuần tra kiểm soát, hướng dẫn, chỉ huy, điều khiển giao thông. Bên tôi thì gồm sẽ có 3 nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ đầu tiên, thứ nhất là cổ vũ tinh thần cho các bạn thí sinh để các bạn có một cái tinh thần tốt nhất khi mà tham gia kỳ thi. Thứ hai là hỗ trợ các đồng chí cảnh sát giao thông để có thể phân luồng giao thông, cũng như là giúp các bậc cha mẹ phụ huynh có thể gửi xe một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Và thứ ba là hỗ trợ các bạn thí sinh trong cái vấn đề là công tác chuẩn bị như thế nào, có thể giúp các bạn ấy thêm nước hoặc là các vật dụng cần thiết khi mà trong kỳ thi. Trong các ngày diễn ra kỳ thi, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố cũng đưa ra khuyến cáo các bậc phụ huynh trong quá trình đưa đón con thi đến dự thi chấp hành tốt các quy định của luật giao thông, điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường quy định, chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng quy định. Khi đến các địa điểm thi, tuyệt đối chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, không dừng đỗ phương tiện gây ùn tắc giao thông. Đặc biệt, không giao phương tiện cho con sử dụng để tham gia giao thông khi không đủ điều kiện điều khiển.